Chung một tấm lòng chia sẻ cùng cả nước trước những khó khăn trong đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã tích cực đồng hành cùng chương trình Triệu Trái Tim, một tấm lòng, vaccine chiến thắng đại dịch. Công ty thực phẩm Bình Tây đã đóng góp 200 triệu đồng cho quỹ Chung một tấm lòng. Hoạt động đóng góp còn được công nhân tổ chức tại xí nghiệp, sau đó chuyển đến đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cái quỹ Chung một tấm lòng để mà cùng nhau mua vaccine, để mà phòng chống cái đại dịch COVID, chúng tôi rất là vui và thể hiện cái trách nhiệm của một công dân, rất là vui mừng để mà đóng góp phần nhỏ của mình để góp phần vào cái chương trình vaccine chung của đất nước. Lãnh đạo và toàn bộ nhân viên của tập đoàn MCV đã tổ chức đóng góp tại đơn vị. Số tiền 100 triệu đồng cũng đã được chuyển đến cho quỹ Chung một tấm lòng. Chúng ta nhận được thông tin về quỹ Chung một tấm lòng này trên truyền hình và trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chúng tôi cảm thấy là rất là đồng tình với chương trình này. Thì ngay sau khi có thông tin thì chúng tôi đã họp trong nội bộ công ty. Thì cả ban giám đốc lẫn toàn thể nhân viên cũng chung tay đã có một phần nhỏ để đóng góp vào cái hoạt động rất là thiết thực này. Lãnh đạo và nhân viên thuộc văn phòng điều hành cửa hàng bán lẻ Vitsan đã tổ chức quyên góp và đại diện đơn vị cũng đến trực tiếp điểm tiếp nhận của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để trao số tiền đóng góp cho quỹ Chung một tấm lòng. Công đoàn công ty Vitsan đang tiếp tục vận động nhân viên trong toàn đơn vị và sẽ tiếp tục chuyển đến quỹ trong thời gian sớm nhất. Tôi cũng muốn đóng góp một chút ít phần nhỏ để cho người dân trên toàn nước đều có vaccine để phòng ngừa Covid. Quỹ Chung một tấm lòng của truyền hình HTV, đây là một chương trình hết sức ý nghĩa. Thì hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Vitsan cũng đang vận động nhân viên đóng góp để ủng hộ quỹ Chung một tấm lòng để cùng với chính phủ mua vaccine.